Và ba câu dụng cụ thanh hằng cướp hôn. Và ba câu dụng cụ thanh hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý bà con cô bác cùng với bài ban nhạc của chương trình. Đó là ba câu dụng cụ được mang tên Bông Hồng Cài Áo. Xin mời quý vị thưởng thức. Con cô bác
Nhưng mà tại vì cái âm thanh nó là để cái loa ngay chỗ này, cái miên mình đứng ở đây là nó sẽ bị hú rất là nhiều luôn. Dạ mong bà con hãy thông cảm giùm cho Thanh Hằng nha.